Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hố Sành Kiến Thức. Các bạn thân mến, không hề tình cờ nhưng lại khá bất ngờ khi mới đây, tại diễn đàn sáng kiến Vành Đai và Con Đường do người láng giềng Bắc Kinh của chúng ta tổ chức, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có dịp gặp gỡ cùng lúc nhiều nguyên thủ đến từ các quốc gia trên thế giới, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin. Mặc dù cả hai nguyên thủ đều có lịch trình dày đặc tại chuyến công du ở Bắc Kinh, nhưng họ vẫn tranh thủ ngồi cùng nhau trong một cuộc trò chuyện thân mật để bàn thảo về những vấn đề quan trọng trong quan hệ giữa hai quốc gia. Cuộc gặp gỡ này không chỉ mang đến cho Việt Nam khá nhiều tin tốt mà còn khiến giới quan sát và các chuyên gia về chính trị quốc tế bất ngờ. Rất nhiều bình luận được đưa ra sau cuộc gặp này, đặc biệt là lời đồn trước đó về việc ông Putin sẽ tới Việt Nam sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ. Vậy sự thật về những trao đổi giữa hai nguyên thủ này là gì? Cuộc gặp gỡ có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với hai quốc gia trong bối cảnh quốc tế đang có nhiều biến động chính trị, đặc biệt là tâm bão chiến sự tại Ukraine vẫn còn đang nóng bỏng? Các bạn hãy cùng Hố Sành Kiến Thức đi tìm câu trả lời ngay trong video này nhé! Thưa các bạn, chiều ngày 17 tháng 10, theo giờ địa phương, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân dịp cả hai nhà lãnh đạo cùng dự sáng kiến Vành Đai và Con Đường lần thứ ba. Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ mà nhân dân Nga dành cho Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trước đây cũng như trong công cuộc phát triển đất nước ngày nay. Chủ tịch nước nhấn mạnh, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam luôn coi Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Việt Nam mong muốn cùng Nga phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trên mọi lĩnh vực vì lợi ích của người dân mỗi nước, vì sự thịnh vượng của hai dân tộc. Chủ tịch nước đánh giá cao và cảm ơn Tổng thống Putin, các cơ quan chính quyền, địa phương ở Nga đã hỗ trợ xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Saint Petersburg. Người đứng đầu nhà nước cho rằng đây là biểu tượng đặc biệt có ý nghĩa trong quan hệ hai nước nhân dịp kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Nga. Chủ tịch nước cũng mong muốn Nga tiếp tục cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam đến học tập, tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân. Đáp lại tình cảm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của nước này tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng hai bên còn nhiều tiềm năng và dư địa để đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai. Tổng thống Putin nhất trí về các ý kiến, đánh giá của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nhất là về các phương hướng, biện pháp lớn nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới. Trong đó có tiếp tục tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tin cậy chính trị qua các chuyến thăm, trao đổi cấp cao và các cấp. Hai nước cũng sẽ nâng cao hiệu quả và mở rộng hợp tác kinh tế thương mại, an ninh quốc phòng, khoa học kỹ thuật, văn hóa giáo dục, năng lượng và các lĩnh vực khác theo một số thỏa thuận giữa hai bên. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi, chia sẻ đánh giá về một số vấn đề quốc tế, khu vực mà hai bên cùng quan tâm. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đã trân trọng mời Tổng thống Putin sớm thăm Việt Nam. Tôi mong chờ chuyến thăm chính thức của ngài tới Việt Nam để thảo luận những vấn đề chính trong hợp tác giữa hai nước chúng ta. Tôi tin rằng chuyến thăm tương lai của ngài tới Việt Nam sẽ là niềm vui của người dân Việt Nam và sẽ là cột mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước chúng ta. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nói và nhấn mạnh rằng trong chính sách đối ngoại, Việt Nam coi Nga là ưu tiên hàng đầu của mình. Tổng thống Putin đã vui vẻ nhận lời và mời Chủ tịch nước thăm Nga vào thời gian thích hợp. Vâng thưa các bạn, một cuộc gặp gỡ khá ngắn ngủi và có vẻ như diễn ra tranh thủ trong lịch trình dày đặc của nguyên thủ hai nước, nhưng thực sự đã mang lại rất nhiều thông tin quan trọng. Tuy nhiên, ở góc độ khác, giới quan sát lại cho rằng chắc chắn cuộc gặp gỡ đã được lên kế hoạch trước khi các nguyên thủ đến Trung Quốc. Nhưng cuộc gặp cụ thể là diễn ra khi nào thì không được công bố trước truyền thông, bởi có lẽ khi sang Trung Quốc, lãnh đạo cả hai quốc gia đều có lịch trình công tác dày đặc. Cụ thể là về phía Nga, lịch trình làm việc của Tổng thống Vladimir Putin tại Trung Quốc rất dày đặc. Ngày đầu tiên, Tổng thống Nga đã tiến hành các cuộc gặp song phương, hội đàm với lãnh đạo cấp cao nước ngoài tham dự diễn đàn cao cấp hợp tác quốc tế Một Vành Đai, Một Con Đường lần thứ ba. Sau đó, lãnh đạo Nga sẽ tham dự lễ đón chính thức các trưởng phái đoàn tham dự diễn đàn và dự tiệc chiêu đãi dưới sự chủ trì của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lễ Viện. Ngày 18 tháng 10 năm 2023, Tổng thống Vladimir Putin dự và phát biểu tại lễ khai mạc diễn đàn. Tiếp theo, Tổng thống Nga tham dự cuộc gặp cấp cao với lãnh đạo Trung Quốc. Chương trình nghị sự của lãnh đạo cấp cao Nga-Trung Quốc dự kiến gồm các cuộc trao đổi về quan hệ song phương,
vấn đề hình thành trật tự thế giới đa cực công bằng hơn. Các cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra theo định dạng mở rộng và hẹp. Còn về phía Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng của chúng ta cũng không hề rảnh rỗi, lịch làm việc của ông cũng dày đặc không kém ông Putin. Chủ tịch nước cũng dự lễ khai mạc diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3 do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì và có bài phát biểu tại phiên họp cấp cao về chủ đề kinh tế số, động lực mới của tăng trưởng. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự định hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, gặp Chủ tịch Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc Thái Kỳ. Ngoài ra, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng còn có các buổi hội kiến với Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Tổng thống các nước Uzbekistan, Sri Lanka và Congo. Vâng thưa các bạn, giữa lúc công việc bộn bề và ngổn ngang như vậy, hai nguyên thủ vẫn dành cho nhau một cuộc gặp gỡ ngắn nhưng vô cùng quan trọng. Các vấn đề được đưa ra hết sức ý nghĩa. Mặc dù chỉ là tóm tắt trong vài câu, nhưng nó khẳng định được nhiều hàm ý. Thứ nhất, Việt-Nga luôn tôn trọng nhau và coi nhau là những người bạn tri kỷ. Thứ hai, Việt-Nga luôn ủng hộ nhau trong mọi bối cảnh khó khăn mà hai nước gặp phải. Thứ ba, tình cảm này không bị chi phối và chia cắt bởi bất kỳ một thế lực hay sự tác động nào từ người thứ ba. Và quan trọng nhất là cả hai đã chốt deal được việc Tổng thống Nga sẽ tới thăm Việt Nam trong thời gian tới. Thưa các bạn, việc chính khách các quốc gia thăm Việt Nam những năm vừa qua không có gì đặc biệt. Mỗi năm, chúng ta đón hàng trăm chính khách với các chức vụ từ cao cấp nhất trở xuống và từ các cường quốc đến các quốc gia bình thường. Như mới đây, chúng ta đón nguyên thủ Mỹ, Anh, Nhật, Ấn, Hàn. Và tới đây, có thể ông Tập Cận Bình của Trung Quốc cũng sẽ thăm Việt Nam. Thế nhưng cái gật đầu của ông Putin đến thăm Việt Nam trong thời gian tới lại nhận được sự quan tâm hơn cả. Bởi lẽ hiện nay, Nga đang là tâm điểm chỉ trích của nhiều nước trên thế giới khi xa lầy trong chiến sự tại Ukraine. Nga cũng bị các quốc gia phương Tây cấm vận, còn Tổng thống Putin bị Tòa án Hình sự Quốc tế ICC định chế đã ban hành lệnh bắt giữ nhắm vào nguyên thủ Nga với cáo buộc ông đã phạm tội ác chiến tranh. Thế nhưng ông Putin vẫn sẽ đến Việt Nam và chuyến thăm này dự kiến sẽ nói lên nhiều điều. Có nhiều quan điểm trái chiều đến từ giới quan sát và các chuyên gia quốc tế về ý nghĩa của chuyến thăm này. Hồ Xanh Kiến Thức xin được trích dẫn là một số quan điểm để các bạn có được những cái nhìn đa chiều như sau. Trên trang mạng Full Chrome ngày 14 tháng 8 năm 2023, chuyên gia Ian Story tại Singapore đã phân tích rằng chuyến thăm của ông Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra sau chuyến công du của Tổng thống Joe Biden là dịp để Việt Nam thể hiện chính sách đối ngoại cân bằng trước các cường quốc lớn. Thế nhưng giữa bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine còn khốc liệt thì rất có thể ông Putin sẽ đặt hai mục tiêu cho chuyến thăm này của mình. Mục tiêu đầu tiên là Nga muốn nói với phương Tây rằng họ đã thất bại trong nỗ lực cô lập Nga trên chiến trường. Bằng chứng là Nga vẫn đang thực hiện những chuyến công du qua lại với chính các quốc gia Đông Nam Á, nơi mà Mỹ và phương Tây đang là tâm điểm ảnh hưởng đến đó. Và Việt Nam là một ví dụ. Thêm nữa rằng, Nga muốn khẳng định chính sách xoay trục sang phía đông của Điện Kremlin, công bố hồi năm 2011 vẫn đi đúng hướng. Điều quan trọng là chính sách này không chỉ hướng về Trung Quốc mà cả vùng Đông Nam Á. Trong khi đó, phát biểu trên tờ Sputnik của Nga, nhà nghiên cứu Nguyễn Hồng Long đã đưa ra một số bình luận như sau. Theo ông Long, mục đích chính của cuộc gặp giữa tân chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin không khác gì hơn là hai bên tiếp tục thực hiện lộ trình làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đã được xác định cách đây hơn 10 năm. Nội dung chủ yếu của cuộc gặp xoay quanh vấn đề vạch ra phương hướng, biện pháp lớn nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới, như tiếp tục tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tin cậy chính trị qua các chuyến thăm, trao đổi cấp cao và các cấp, nâng cao hiệu quả và mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, an ninh quốc phòng, khoa học kỹ thuật, văn hóa giáo dục, năng lượng và các lĩnh vực khác theo thỏa thuận giữa hai bên, phát huy các cơ chế, khuôn khổ hợp tác thương mại, đầu tư song phương và đa phương, trong đó có cơ chế Ủy ban Liên Chính phủ về Hợp tác Kinh tế Thương mại và Khoa học Kỹ thuật, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh Kinh tế Á-Âu tăng cường hợp tác giữa các quốc gia. Ở khía cạnh bên lề, thì đây là lần đầu tiên Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp xúc với Tổng thống Vladimir Putin trên cương vị nguyên thủ quốc gia. Có điều thú vị là mặc dù tuổi tác chênh lệch tới 18 năm, nhưng cả hai đều đảm nhận chức vụ đứng đầu nhà nước từ khi còn trẻ.
Tổng thống Nga nắm giữ cương vị năm 49 tuổi, còn Chủ tịch Việt Nam nắm giữ cương vị năm 53 tuổi. Đánh giá về kỳ vọng, hai quốc gia sẽ có thêm những bước tiến sau chuyến thăm này, ông Long cho biết, hiện nay, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga đã được mặc định coi là đặc biệt trong chuyến thăm Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 9 năm 2018. Do đó, hai bên không cần phải phát biểu gì thêm về vấn đề này. Điểm đáng chú ý là những ý kiến có tính chất chỉ đạo để các cơ quan chức năng của hai bên nghiên cứu, tìm biện pháp triển khai và hiện thực hóa. Vì đây là cuộc gặp bên lề một diễn đàn cấp cao lớn, nên hai bên chỉ có thể vạch ra những nét chung nhất nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trong đó có vấn đề quốc phòng an ninh. Còn về những phát biểu đáng chú ý hơn, chúng ta cần chờ tới chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin tới Việt Nam hoặc chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Nga trong thời gian tới. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng việc Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ không hề làm xấu đi, thậm chí còn tạo tiền đề cho việc cụ thể hơn nữa, đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa Nga và Việt Nam. Cuộc gặp gỡ tại Bắc Kinh giữa hai nhà lãnh đạo cấp cao nhất hai nước còn là minh chứng rõ nét cho thấy sự thất bại một lần nữa trong việc thực hiện chính sách cô lập Nga của Hoa Kỳ và phương Tây. Tại cuộc gặp, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh rằng quan hệ giữa Nga và Việt Nam đã phát triển theo hướng hữu nghị truyền thống. Năm tới đánh dấu kỷ niệm 30 năm ngày ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa hai nước chúng ta. Hiệp ước được ký vào tháng 6 năm 1994, nhưng quan hệ giữa Nga và Việt Nam tất nhiên có nguồn gốc sâu xa hơn nhiều và không cần phải nói hai dân tộc chúng ta thân thiết đến mức nào và điều này đã phát triển như thế nào trong những thập kỷ trước. Về phía Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ mà nhân dân Liên Xô và Nga dành cho Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong phát triển đất nước. Tiến sĩ quan hệ quốc tế Hoàng Giang bình luận trên tờ Sputnik rằng, với lời phát biểu đó, chúng ta có thể hiểu rằng Nga nhấn mạnh việc tôn trọng và đề cao việc thực hiện những cam kết trong hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của hữu nghị và hợp tác. Việc người đứng đầu nhà nước Nga nhắc tới truyền thống hợp tác từ trước đó cũng rất đáng chú ý. Ông còn nói về biểu tượng của mối quan hệ giữa hai nước, việc khánh thành tượng đài Hồ Chí Minh tại Saint Petersburg vào ngày 30 tháng 6. Phía Việt Nam đáp lại là chúng tôi vẫn ghi nhớ, điều này cũng thực sự quan trọng. Trong khi đó, nhà bình luận Lê Minh cho biết, Tổng thống Nga nhấn mạnh việc Nga và Việt Nam đang tích cực hợp tác trên trường quốc tế, mặc dù hợp tác kinh tế thương mại cần phải đẩy mạnh hơn nữa. Rồi việc hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam, Liên bang Nga, độ tin cậy chính trị cao, phạm vi hợp tác sâu rộng và kết quả ngày càng thực chất cũng có ý nghĩa. Chứng tỏ rằng những tuyên bố trước đây vẫn tiếp tục được khẳng định và hai bên cũng nhất trí về việc củng cố hơn nữa hợp tác song phương trong mọi lĩnh vực. Đáng nói nhất, theo các chuyên gia, tại cuộc gặp gỡ, ông Võ Văn Thưởng cũng nhấn mạnh trong việc thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam luôn coi Liên bang Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, mong muốn cùng Liên bang Nga phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trên mọi lĩnh vực vì lợi ích và sự thịnh vượng của hai dân tộc. Theo các chuyên gia, lời khẳng định của Chủ tịch nước Việt Nam chứng tỏ rằng, cho dù có nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện, Việt Nam vẫn không nghiêng về Hoa Kỳ như một số chuyên gia có đánh giá trước đó. Hoa Kỳ đã không thành công trong việc lôi kéo Việt Nam về phía mình để chống Nga. Với Nga, Việt Nam vẫn nhớ và biết ơn sự giúp đỡ to lớn của nhân dân Nga trong chiến tranh và cả sau chiến tranh, trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 30 tháng 1 năm 1950. Việt Nam khẳng định Nga vẫn là một trong những đối tác hàng đầu. Việc Chủ tịch nước Việt Nam mời Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Việt Nam cũng là sự thể hiện rõ nét tầm quan trọng của Nga đối với Việt Nam hiện nay, là sự biểu hiện rõ chính sách ngoại giao nhất quán của Việt Nam. Tất nhiên, việc Việt Nam sẽ thành công hay không trong việc hài hòa lợi ích của mình trong quan hệ với cả ba cường quốc là Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ thì là một câu chuyện khác. Thưa các bạn, độc lập, trung lập là tôn chỉ mà Việt Nam luôn kiên trì theo đuổi. Việt Nam làm bạn với tất cả, không nghiêng về ai, không bênh vực ai, không thù hằn ai. Các quốc gia đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam cũng cần tôn trọng luật chơi của Việt Nam. Và vì thế, Việt Nam có thể cân bằng được sức mạnh chính trị giữa các cường quốc nhằm tận dụng nó để thúc đẩy kinh tế và vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Các bạn nghĩ sao về điều này? Hãy cho Hồ Xanh Kiến Thức biết dưới phần bình luận nhé!
Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại. Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Hố Xanh Kiến Thức sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của Hố Xanh Kiến Thức. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!